Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bằng Lê Phim Bài YouTube Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review bộ 395 Falcon vừa mới ra trong event vừa rồi, đó chính là Thorgan Hazard, Fernandez và Duffy. Đầu tiên chúng ta có Thorgan Hazard là một cầu thủ người Bỉ đang thi đấu cho câu lạc bộ Mönchengladbach của Đức. Trong game thì anh cao 1m74 và nặng 69 cân. Skill của anh là skill xoay người và nội tại ẩn là khéo léo. Ở mốc over 95, Hazard có tốc độ chạy rất tốt, lên tới trên 110. Và ngoài ra nhờ skill boost thì các chỉ số kiểm soát và rê bóng linh hoạt đều ở mức rất là khủng. Bởi vậy, nên là trong game chúng ta sẽ thấy là xài Hazard rất là mượt mà, từ khả năng đi bóng tới khả năng xoay sở trong không gian hẹp các kiểu. Ngoài ra khả năng chuyền bóng của Hazard cũng rất là ổn định. Và ngoài ra anh có kỹ số xuất xa rất là chuẩn. Chỉ số vô đê của anh cũng thuộc dạng và khá cao nhờ skill boost dribbling của mình. Tuy nhiên điểm trừ của anh là lực sút có vẻ là hơi thấp một tí và khả năng tranh chấp của anh hơi kém. Tiếp theo chúng ta có Bruno Fernandes, vị trí là tiền vệ tấn công. Ở trong game anh cao 1m79 và nặng 69 cân. Fernandes là một cầu thủ có tốc độ tương đối, tuy nhiên khả năng xuất xa của anh lại rất là tuyệt vời. Anh có các nội tại như là khéo léo, xuất xa và kiến thiết, nên khả năng luân chuyển bóng của anh và khả năng chuyển sao của anh rất là tuyệt vời. Ngoài ra có một điểm trừ nhỏ, đó là chân không thuận của anh chỉ có 3 vạch. Khả năng tranh chấp của anh cũng không phải là quá tốt. Và việc thi đấu ở giải lạ khiến anh có thể khó liên kết với các cầu thủ ở giải khác, trừ khi bạn có các cầu thủ Icon hoặc là các cầu thủ người Bồ Đào Nha trong team. Và cuối cùng chúng ta có Duffy, một cầu thủ mà nhận được rất là nhiều tranh cãi trong những ngày qua. Anh là cầu thủ người Cộng hòa Ireland đang thi đấu cho câu lạc bộ Brighton của giải Ngoại hạng Anh. Anh cao tới 1m93 và sở hữu khả năng bật nhảy cùng nội tại đánh đầu mạnh. Bởi vậy, anh là một hung thần trong những pha phạt góc. Ngoài ra, lúc trước mình đã từng làm một video thì việc up lên 95 với những cầu thủ khác sẽ tốn hàng chục triệu con của các bạn. Nên với over 95 của mình, Duffy sẽ rất khó chịu khi mà đối đầu với những cầu thủ over thấp hơn. Đây là chính là lý do tại sao mà nhiều anh em chúng ta mà gặp Duffy chúng ta thấy rất là khủng, bởi vì cầu thủ của chúng ta chưa trên tới over ngang của Duffy. Tuy nhiên, càng ở mốc nhiều fan hâm mộ cao thì chúng ta càng thấy độ bá đạo của Duffy càng ngày càng giảm khi mà anh gặp càng nhiều cầu thủ ngang tầm. Và trong chế độ VS ắt tắc thì Duffy cũng khá là lười biếng, nên là chúng ta có thể sử dụng Duffy trong khoảng thời gian đầu hoặc giữa game. Còn về cuối game thì chúng ta, nếu mà có điều kiện, thì chúng ta nên thay thế bằng những con hậu vệ nổi tiếng và ổn định hơn. Tóm lại, với cái giá 4.5 triệu trong lúc mình đang làm video này thì cái giá của Duffy là quá rẻ và quá tuyệt vời rồi. Nói chung là cả ba con hàng này đều over rất cao, rất tuyệt vời, và anh em có thể sử dụng để có thể chúng ta thi đấu trong team chính, hoặc là chúng ta có thể xếp vô team tournament mà chúng ta sử dụng cũng được. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tới với các tình huống VS đắc tắc. Như vừa các bạn có thấy là khả năng chuyền bóng của Hazard như thế nào. Đây là khả năng dứt điểm của anh, rất tốt. Thêm một pha dứt điểm nữa của Hazard. Và với chỉ số ẩn khéo léo, Hazard luôn thiết lập siêu phẩm. Đây là cú sút của Fernandez. Cả Fernandez và cả Hazard đều rất hợp trong chế độ VS ắt tắc. Đây, như vậy thấy là khả năng sút của Fernandez nó ảo như thế nào. Đây, một pha đi bóng và dứt điểm của Eden Hazard. Rất tốt. Vâng, còn đây là một trận đấu head to head. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cả ba cầu thủ phút cần để có thể thi đấu trong trận đấu này. Đối thủ của mình là Team Zai. Đội của họ là đội Manchester United, mặc áo màu đỏ. Còn đội của mình là đội Forever Young, mặc áo màu trắng ở bên trái các bạn. Rồi, và khởi đầu trận đấu thì đội bạn đã có những pha triển khai bóng rất mạnh mẽ. Xuất xa. Stegen đã gạt bóng rất dễ dàng.
Đây là Haza. Đây, các bạn có thấy là khả năng của Haza dẻo như thế nào. Kiểm soát bóng và nhảy múa với bóng rất tốt. Đây là Nakata, đây là Fernandez. Đây, các bạn có thấy là Fernandez có khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Hai cầu thủ này thì sẽ rất hợp trong chế độ head to head này. Đây, như các bạn thấy là Hazard xử lý rất khéo. Rất tuyệt vời. Lukaku. Nguy hiểm. Đây, Duffy. Vâng, cuối cùng Duffy cũng có cơ hội thể hiện rồi. Với một pha tì đè và lấy lại bóng từ chân của Rashford. Đây là Rondo. Đây là Rondo. Zielinski. Hazard. Dứt điểm. Không được. Như vậy sẽ có một pha đá phạt góc. Người đá phạt sẽ là Cancelo. Duffy. Đến nào. Wow. Như vậy tỷ số đã được mở ở phút thứ 43. Người ghi bàn chính là Duffy. Các bạn có thấy là khả năng tì đè và đánh đầu của Duffy tốt đến như thế nào. Lukaku. Không được. Đây là Fernandez. Đây là Nagolan. Mình phải cản phá thành công của Nagolan. Như vậy thì một trận đấu đã kết thúc tới phần thắng 1-0 nghiêng về đội Forever Young. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới hiệp 2 của trận đấu. Zielinski, Cancelo, Hazard. Rồi, các cầu thủ đội Forever Young đang chuyền bóng rất nhịp nhàng. Fernandez rất khéo. Zielinski, Hazard. Hazard rất dẻo các bạn. Fernandez. Đây là vẫn lại Hazard. Zielinski. Fernandez, những pha đập nhẹ liên tục. Xuất xa. Wow, như vậy tỷ số nâng lên 2-0 ở phút thứ 58. Người ghi bàn với một cú đại bác tầm xa chính là Nakata. Rất tuyệt vời. Sau hàng loạt đường chuyền kéo giãn hàng phòng ngự đối phương thì Nakata đã tung ra cú đấm quyết định. Nakata như mình cũng đã review với anh em ở một video trước, đây là một cầu thủ có khả năng xuất xa rất tốt, đặc biệt với skill book long shoot của anh thì khả năng xuất xa và tần suất của anh càng lúc được cải thiện nếu mà bạn lên cao. Nagolan. De Sey. Đây là Zielinski. Đây là Hazard. Vâng, Hazard nhảy múa trước các hậu vệ của đối phương. Rất là dẻo các bạn, rất dẻo, rất tuyệt vời. Có cảm giác đây là Eden Hazard chứ không phải là Thorgan Hazard nữa. Vì trong game này thì Eden Hazard cũng không có được đánh mạng. Như vậy đã các bạn thắng 3, quý bạn lại là Hazard. Một pha nhảy múa trước hậu vệ đối phương và dứt điểm, rất tuyệt vời. Đây các bạn có thể xem lại. Liên tiếp là những pha chùi bóng của đối phương. Tuy nhiên Hazard vẫn bình tĩnh xử lý và sút bóng về góc xa không thành, nâng tỷ số lên 3-0. Rồi, và bây giờ chắc đội bạn cũng buồn chán rồi, không muốn đá nữa. Sai lầm. Đây là Nakata. Bật lại. Wow, tỷ số đây là 4-0. Nếu các bạn có thấy là các cầu thủ do Hazard xử lý bóng quá bá đạo, đội bạn bị ức chế, cho nên họ đã không còn tâm trí đâu mà đá nữa và dẫn tới những hành động như vừa rồi. Herrera. Vâng, đội bạn lại chuyển xuống cái Romero rồi. Và lần này anh không đưa bấm cho đội Forever Young nữa. Giờ đội bạn chỉ mong kết thúc trận đấu sớm thôi. Một trận thua quá toàn diện của các đội thủ đội dài. Rialela. Như vậy là trọng tài đã buồn chán tới mức là không có cả thời gian bù giờ. Vâng, và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.